Hannah Alamy. Thank you, thank you. يقولكم أنا عالم. Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã có một buổi lễ ra mắt vô cùng hoành tráng trên sân nhà Mister Sun Park ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Hơn 25.000 người đã xuất hiện tại đây chỉ với một hy vọng, đó là có thể nhìn thấy được Cristiano Ronaldo bằng da bằng thịt xuất hiện trong màu áo vàng câu lạc bộ Al-Nassr. 25.000 người tham dự trực tiếp buổi lễ ra mắt của Ronaldo là con số kỷ lục mà quốc gia phía Tây Á này đã từng thiết lập được. Tuy nhiên, với cá nhân Ronaldo, số người tham dự tại ngày hôm ấy chẳng là gì so với buổi lễ mà Ronaldo đã từng có trong màu áo trắng của câu lạc bộ Real Madrid. Người Madrid nổi tiếng với thói quen thức đêm, và chắc chắn họ đã có một đêm trắng bởi cơn sốt mang tên Ronaldo. Giống như hành trình đã được vạch sẵn của Kaká trước đây, Ronaldo cũng sẽ phải trải qua các thủ tục bắt buộc trên đường với Santiago Bernabéu. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử thế giới sẽ đáp chuyến bay từ quê nhà Bồ Đào Nha và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Barajas của Madrid vào 12:30 giờ địa phương. Anh sẽ dừng chân ở khách sạn Mirassija trước khi lên đường tới bệnh viện để tiến hành thủ tục kiểm tra y tế. Ronaldo sau đó được trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Tuy nhiên với người hâm mộ, họ không để cho anh có bất kỳ một giây phút nào có thể yên bình. Bởi điều ước cuối cùng của họ đã thành sự thật. Cristiano Ronaldo đã xuất hiện tại thủ đô Madrid để chuẩn bị gia nhập đội bóng yêu thích nhất của họ. Nếu là bạn, liệu bạn có không vui sướng không cơ chứ? Để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt của Ronaldo, Hội đồng thành phố Madrid đã gửi gấp đôi số lượng nhân viên an ninh so với một trận bóng đá tới Bernabeu để đảm bảo cho buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Để tránh tình trạng tắc nghẽn, cửa vào sân Bernabeu sẽ được mở sớm trước 2 tiếng. Kênh truyền hình thành phố Madrid sẽ dành toàn bộ thời lượng giờ vàng để phát sóng về Ronaldo. Từ cuộc đời, sở thích, các kỷ niệm khó quên, trận cầu ấn tượng nhất và quan trọng hơn cả là buổi truyền hình trực tiếp lễ ra mắt của Ronaldo. Đó là một buổi tối ngày 7 tháng 7 trên vận động Bernabeu của câu lạc bộ Real Madrid. Gần 90.000 cổ động viên đã có mặt tại đây để tham dự lễ ra mắt của một siêu tân binh có tên là Cristiano Ronaldo. Nếu trước đó 50.000 cổ động viên trong buổi lễ ra mắt của Kaká là đủ để xô đổ vô số kỷ lục về buổi lễ ra mắt có nhiều người tham gia nhất, thì trong buổi lễ tương tự của Ronaldo, anh đã ngay lập tức đưa kỷ lục này vào dĩ vãng một tuần sau đó. Báo chí thế giới đã vô cùng ngạc nhiên về màn ra mắt ầm ĩ của tiền đạo Cristiano Ronaldo trong màu áo của Real Madrid. Hãng Reuters viết, Ronaldo nhận được sự đón chào cuồng nhiệt của cổ động viên Real Madrid. Trong khi đó với tờ New York Times, tòa soạn này đã thốt lên đầy kinh ngạc, 80.000 người đón chào CR9 đến Madrid. Để đến xem buổi lễ ra mắt của Ronaldo, các khán giả đã bắt đầu tụ tập rất đông trước sân vận động để chờ được vào cửa. Nhiều người đã mang theo đồ ăn và nước uống, chờ đợi nhiều giờ để được vào sân miễn phí. Sau gần 2 tiếng chờ đợi trong mòn mỏi, cả sân Bernabeu dường như đã vỡ tung cùng những tiếng hô vang cổ vũ như sấm dậy khi Cristiano Ronaldo chính thức xuất hiện trên bục di chuyển tại sân vận động. Siêu sao người Bồ Đào Nha ngay lập tức di chuyển đến micro để phát biểu trước toàn thể các cổ động viên của kền trắng. Bản thân cũng không thể kìm được nước mắt. Anh xúc động mất một lúc rồi mới có thể phát biểu và hôn lên màu áo trắng của đội bóng mà anh mơ ước từ bé. Đây quả thật là một buổi ra mắt lịch sử, bởi ngoài có số hơn 80.000 người trong sân, còn khoảng 5.000 người tập trung bên ngoài để theo dõi trực tiếp qua màn ảnh rộng. Ngoài ra, buổi ra mắt này còn được trực tiếp trên tất cả các kênh truyền hình Tây Ban Nha và được 37 đài phát thanh truyền hình ở châu Âu tiếp sóng. Đây là vinh dự mà chưa cầu thủ nào có được từ trước đến nay. Nó cũng vượt qua kỷ lục 75.000 người trong buổi ra mắt của Diego Maradona trong màu áo Napoli năm 1984. Nhưng sự cuồng nhiệt của các cổ động viên khiến buổi ra mắt của tiền đạo trẻ Ronaldo suýt đổ vỡ. Ngay từ khi thấy Ronaldo đi từ phòng thay đồ ra nơi làm lễ, tất cả mọi người đều đứng dậy hò hét đến khản cổ, và hàng chục người đã nhảy qua hàng rào, chạy vào sân khiến cảnh sát phải bức mồ hôi để truy cản. Dù vậy, một vài người đã nhanh chân chạy đến chỗ của Ronaldo và tỏ ra hớn hở sau khi xin được chữ ký của anh. Đáp lại sự hâm mộ của mọi người, Ronaldo đã biểu diễn những màn tông bóng đẹp mắt và nói lời cảm ơn đến tất cả khán giả. Phát biểu trước toàn thể các cổ động viên Real Madrid, Ronaldo nói: "Tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại đây. Với tôi, giấc mơ thuở nhỏ đã trở thành hiện thực. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng khán giả đến chật cứng sân vận động chỉ để xem tôi. Thật ấn tượng. Gia nhập câu lạc bộ Real Madrid, siêu sao người Bồ hiểu rõ tầm quan trọng của mình và phấn khích trước mục tiêu, đồng thời là thách thức lớn nhất của anh tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, giúp câu lạc bộ làm giàu thêm bộ sưu tập vốn đã đổ sổ với 9 chiếc cúp Champions League." Cũng trong buổi ra mắt này, Ronaldo đã được trao chiếc áo số 9 từng vốn gắn bó với những tên tuổi đã trở thành huyền thoại như Alfredo Di Stefano, Hugo Sanchez, Davor Suker hay Ronaldo người Brazil. Trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, Chủ tịch Florentino Perez cho biết đây chính là thời khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Dù đây là số áo mà rất nhiều cầu thủ ưa thích, nhưng tiền đạo 24 tuổi này tỏ ra chưa hài lòng lắm khi nói: "Tôi muốn chiếc áo số 7 bởi đây là số áo tôi thi đấu rất tốt trong nhiều năm qua. Nhưng dù sao tôi cũng hạnh phúc khi được mang áo số 9 và sẽ nỗ lực để trở thành một phần trong lịch sử của Real Madrid." Cầu thủ hay nhất thế giới 2008 biểu diễn một số động tác kỹ thuật trong ánh mặt tự hào của Chủ tịch Florentino Perez và huyền thoại Di Stefano. Fan nhí này là người may mắn trúng trò quay thưởng để được bước lên sân khấu chính, nhận áo đấu có tên thần tượng và chụp ảnh cùng Ronaldo. Rất nhiều cổ động viên trên khán đài không dưới một lần đã bày tỏ tình yêu với siêu sao người Bồ Đào Nha trên tấm biển banner với dòng chữ "Cristiano Ronaldo, chúng tôi yêu bạn" xuất hiện vô cùng dày đặc. Dường như chỉ cần liếc mắt qua một bên, chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp ngay vô số những tấm banner tương tự như trên. Đáp lại màn ra mắt có lẽ là hoành tráng nhất trong bóng đá, Ronaldo đã từng bước đến vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid nhờ vô số các bàn thắng. Ronaldo trong màu áo của kền trắng chơi càng lúc càng hay. Ngôi sao người Bồ Đào Nha từng đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp khi ghi tới 60 bàn trên mọi đấu trường từ năm 2011 cho tới 2014, giúp Real Madrid lật đổ sự thống trị của Barcelona tại La Liga. Nổi bật nhất có lẽ là cú hat-trick cúp Champions League từ mùa giải 2015 đến 2018, nơi CR7 chính là đầu tàu đưa kền trắng xuất sắc vô địch tại giải đấu danh giá nhất cấp độ câu lạc bộ. 9 năm thi đấu trong màu áo trắng Hoàng gia Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo cũng như Real Madrid đã cùng nhau gặt hái được vô số những thành tích vô tiền khoáng hậu. Để hỏi liệu Cristiano Ronaldo có phải là một trong những cầu thủ thành công nhất trong lịch sử của Real Madrid hay không, thì câu trả lời có lẽ chỉ có một và không hề có sự thay đổi nào dù có bao nhiêu năm trôi qua.